Dự án đường trục Đông Tây được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, thực hiện từ nay đến năm 2024, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài tuyến đường là 36,5 km, quy hoạch 4 đến 6 làn xe, quy mô đường cấp 3. Tuyến đường đi qua địa phận 3 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang và Thanh Miện. Trong đó, xây dựng mới 21,76 km và cải tạo, nâng cấp 14,73 km đường hiện có. Điểm đầu dự án giao cắt với đường tỉnh 392C tại km 7470. Tiếp giáp và kết nối với đường dẫn cầu vượt sông Chanh thuộc địa phận xã Đoàn Kết huyện Thanh Miện, điểm cuối giao đường tỉnh 391 tại km 24600 thuộc địa phận xã Cộng Lạc huyện Tứ Kỳ. Trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tuyến đường này có điểm đầu ở đường tỉnh 391 đoạn gần trường tiểu học Cộng Lạc. Trên địa bàn xã Cộng Lạc, tuyến đi qua các thôn Tất Thượng, Tất Hạ, đi qua khu vực giáp danh với xã Phượng Kỳ và vượt sông Bắc Hưng Hải bằng cây cầu dài hơn 300 mét. Theo ghi nhận, hiện tuyến đường này qua địa bàn xã Cộng Lạc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Bên phía xã Hà Kỳ, tuyến đi qua khu vực gần thôn Trạch Lộ, Đại Hà. Tại huyện Tứ Kỳ, tổng diện tích đất thu hồi để giải phóng mặt bằng đường trục Đông Tây của tỉnh là hơn 24 ha thuộc địa bàn 3 xã Cộng Lạc, Phượng Kỳ và Hà Kỳ. Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 vào năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề nghị tăng vốn hơn 279 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây. Chủ yếu là tăng chi phí xây dựng tăng hơn 172,9 tỷ đồng, nâng tổng vốn dự án lên hơn 1.788 tỷ đồng. Tuyến đường trục Đông Tây của tỉnh Hải Dương có chiều dài gần 36,5 km qua địa bàn 3 huyện Thanh Miện, hơn 14 km, Ninh Giang khoảng 15,6 km và Tứ Kỳ hơn 6,7 km. Cụ thể, khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng do Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các huyện lập tăng so với thời điểm lập phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do giá bồi thường đất ở tăng. Thay đổi khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó diện tích đất ở và tài sản trên đất phải bồi thường tăng, bổ sung xây dựng khu tái định cư phục vụ di rời một số hộ dân có tuyến đường đi qua các huyện Ninh Giang và Tứ Kỳ, bổ sung xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân các xã Cộng Lạc và Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ. Bên cạnh đó, chi phí di chuyển hệ thống thông tin liên lạc và di chuyển đường dây điện trung hạ thế phục vụ giải phóng mặt bằng theo dự toán được duyệt tại quyết định số 397 QĐ Ban Quản lý Dự án ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh tăng so với thời điểm lập phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Sau khi rà soát, chi phí xây dựng tăng mạnh do giá nguyên nhiên, vật liệu xây dựng hiện tăng nhiều so với thời điểm lập phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị điều chỉnh tăng chi phí dự phòng theo quy định để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án. Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là hơn 1.778 tỷ đồng, tăng hơn